Đây là hồ nước E1 trên đường Văn Tiến Dũng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Sáng 1 tháng 8 năm 2018, nơi này đã xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt và bốc mùi hôi thối. Cá chết nổi trên hồ đa phần là cá rô phi. Nhận phản ánh của người dân, công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng đã huy động công nhân đến hiện trường vớt xác cá. Chỉ trong buổi sáng đã thu gom hơn 1 tấn và cho xe chở lên bãi rác Khánh Sơn, quận Liên Chiểu để chôn lấp. Được biết, tình trạng cá chết xuất hiện rải rác đã vài hôm trước, nhưng từ sáng 1 tháng 8 bắt đầu chết rất nhiều và xác cá nổi lên. Những ngày qua, mực nước hồ điều tiết hạ thấp cùng với nắng nóng kéo dài nên mùi hôi xác cá càng khó chịu. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã rải hóa phẩm để khử mùi hôi. Tuy nhiên, do hồ rộng đến 1,1 hectare, nên đến chiều cùng ngày, mùi hôi chỉ suy giảm chứ không hết hoàn toàn. Hồ E1 có 3 họng nước thải đổ ra, nhưng hiện thành phố vẫn chưa có giải pháp xử lý. Ông Mai Mã, giám đốc công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, đây là hồ nước thải thông thường nên không có cống bao, nước thải trực tiếp xả ra hồ nên dẫn đến ô nhiễm nên cá chết. Về lâu dài, sẽ làm một cống bao quanh hồ để nước thải không trực tiếp chảy vào hồ.